Bác nhầm bát mai cả mọc mọc xong all bát cả xong cổ rụp chùm riêp xua tại đó bóng phá ôn sọ bỏ chun tu sân này cái chun tên ơ tay anh chạy cho mọc tạm đàn tu sân à nơi sẽ kèm mà phía bỏ bỏ bộ dương khá nhóm tên bay nẹ cứ bỏ vốt hay nâng bỏ tạ bỏ rôm tên mai cả mọc đầy rô nơi khá nông xã rốt ảm rích thì cổ rông cho lốt rốt nốt kè lãnh ná đại miên chmu cầm nát đàm nẹ mà đai cứ bỏ rô bỏ khá nhóm đã áo cứ chmu xóm all bố cứ mọc xong all bà ọc quân chả nà bà hai xóm bóng phô ôn tặng ọc nè bà chô rùm chì mùi nâng bộ dân khnhóm bù tạ hay nâng bộ vốt bòm tèng nhóm bà mai gò mọc đàm bay tu sà nà nâng lục dây bay nẹ đà rà vốt lò ập tù dọc bọt xong phía nâng chúi ôp bật thòm nâng thạm bì ca xem xên đại bàn mọc bì sọp rò chun bà đại lời nâng sọp rò chun bạn ao bộ quát đã bay từ chụp lục dây hay ao chỉ tay và thộp xem xem sâu mong ôn được ọc nia cho luôn sẵn đáp nâng tu sẵn à chỉ mỗi được bộ dương nhóm đối to tư bạn ba thằng phụ mi cùng mày mong ôn ọc nia bạn ngày nay cứ chúng tôi tầm nà mò chỉ mỗi thằng ông sợi bạn mặt mà chơi vì thả rót âm rách ông sợi quan tin và có luôn nà chỉ mỗi nhóm đai hay thế này cứ nhóm phòm nom thảo cả và sau đó chúng mai luôn nơi thả rót âm rách bà tinh trưởng co bà nằm bây giờ chui được dây bay nè bà để còn miền chỉ phiệp sọc soi có đua được nông và nông phúm đi và tay còn và là chín nè xong thả cá nhiều thì cho bà được ta mà lấy không đi hà đi nằm bây bàn thả cá chỉ chấm chỉ vật tinh bài tăng nông tinh là dây chẳng hạn bà được ta ông sấy đại quan miền chất anh ta sâu đại quan miền chất mít ta cả đàn na chấm phu nè on nè san sau này hai từ quạt nhà thả cá ta mới dẹp nhom và làm bay dọc chun ai chấm phu không say để quạt chấm phu bay lúc nhom đang chuẩn bị bay cao bạn mà đái nhưng mà chua hai mày tiếc đâu mày ខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបាទទៅកាន់អង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបាទខ្ញុំអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអង្គភូមិយាយតាទាំងអស់បាទទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសភាសាទៀតផងដែរបាទបាទដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរបាទមកដល់ទឹកដីខេត្តតាកែវបាទគឺថាម្ដងនេះគឺជារមណីយដ្ឋានទន្លេបន្ទីបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីខេត្តតាកែវយើងនេះបាទហើយក្នុងនោះក៏ខ្ញុំបានធ្លាប់ជួបសម្ភាសបាទនឹងលោកយាយ3នាក់បាទបាច់ផ្ទះលោកយាយបាច់ផ្ទះចៅនេះបាទអឺដល់ខ្ញុំបានជួបសម្ភាសនឹងលោកយាយ3នាក់ម្ដងរួចមកហើយតែគាត់មានជីវភាពសក្ដសោយហើយគាត់ស្ថិតនៅក្នុងរមណីយដ្ឋាននេះគឺគាត់សុំថវិកាពីភ្ញៀវទេសចរដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវភាពតែប៉ុណ្ណោះទេបាទហើយណាមួយគាត់មានអវ័យចាស់ជរាទៅហើយអង្គភូមិបាទហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានកិត្តិយសផងដែរបាទដោយទៅអមស្រីបាទដែលគាត់អញ្ជើញបាទពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទរដ្ឋ Washington State ទីក្រុង Tacoma បាទដែលគាត់បានអញ្ជើញមកជាមួយខ្ញុំដែរបាទនៅក្នុងការជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោកយាយ3នាក់ហើយខ្ញុំក៏បានព័មនាំនៅអង្គរ3បេបាទមួយបេមានចំនួន50គីឡូក្រាមបាទអញ្ចឹងហើយមាន3បេដើម្បីចែកទៅលោកយាយម្នាក់មកបេហើយនឹងក៏មានថាបកាផងដែរហើយតែជាជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់អង្គពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺអ្នកមីងបូរីជេងបាទបូរីជេងបាទគាត់ដែលគាត់ឧបត្ថម្ភតាមរយៈខ្ញុំបាទបាទនឹងឃីមបូរីបាទនឹងឃីមបូរីបាទហើយលើថាគាត់កំពុងតែមានជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យបាទនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គមីងបាទនៅបន្ទប់ CIU បាទនៅ CIU ហើយបាទគាត់ក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកានេះមកដើម្បីធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាលោកគាត់បាទហើយក៏សូមបួងសួងទៅដល់ទេវតាសូមប្រទានបាទឲ្យពរជ័យដើម្បីឲ្យគាត់បានឆាប់ជាសះស្បើយពីរោគាបាទជំងឺផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះផងដែរបាទហើយគាត់រស់នៅរដ្ឋ Washington State នៅទីក្រុង Seattle ផងដែរបាទបាទបាទសះស្បើយបាទ
bạn chẳng ông phụ mình cùng mấy bạn phụ mình đảm bây muốn nâng phụ cô nơi ông nói ông co và đôi chế tham gia chung tất cả lục dây chẳng bây cứ nhóm của bạn xua nông lục dây rồi hai chẳng chẳng tôi gọi bọn tạ và xua ông phí chung bố hơn nâng ở dụng nâng chìa phía rô nơi đảm lục dây chẳng bây mà đón tiết đảm bây chạy chung ông phụ mình bạn chế tiếp chế đồng năng mà không chơi bạn và chia đồng bông như bà cụ tạ có xô mà nhà được chuẩn bị xua từ đó cũng mai bóng ôn xa tiếp và ngày nay đây thì trong bàn màu chung lục dây chỉ được tìm mua và một vốn chỉ được tìm pi và được xa tìm một lá thì nhầm bàn tay là bàn xu non thì chia việc robot lục dây tăng bay tê thằng hai trong mà xu chia việc robot lục dây tăng bay hay là chạy chun từ đó ông phụ minh người ta đang gặp bọn tụt đạn tụt súng án tam bàn cho nên riêng trong bàn từ đó ngày nay hay chia sẻ hỏi lục ôm và one in là có thể chơi màu châu rùm chung một nhóm này cứ bàn dẫn đạp nấu to là ca xung nôm chỉ hiện robot vân vân robot lục dây vì muốn gọt lọc là tam đàn là TV tam là tam telephone và lấy ở gọt bàn là tục xin nà nấu to là tam đồng lục dây ngọt ní hay nâng gọt nâng xu nôm khắc khắc và thêm tiết phí gọt chân là nhiều bà cũng chắc là xô mà chúng mình đi xô ta đó lục dây chẳng mấy à chúng mình đi xô lục dây và bạn đong nét là gì chú mà đong nét là gì và chú thì giờ một quạt dây cầm bay mà đang là lục dây mình mua đá lục dây lục dây soi đông hả lục dây mình chôn mà này chặt sập của môi chặt sập của môi lục dây cũng được chơi cháo chăng lục dây soi đun chặt sập của môi cho nam hơi chăng lục dây mau thì cũng cứ lục dây quay đài bạch thủ côn đa sông thiên kê hay cháu muối bạch đông chẳng hót lại tao hay muối làm bốc hay là nó chỉ riêng cá khâu đây nó ba chăng các ba nó cũng rất dễ đôi và say và xa tao na tới tao đã khó mà chịu vượt ta chăng nó nhà phố ลูกจ้าโยมมาได้นำลูกจ้าดอกจังงานบอกนั่งอยู่ยุคหาเจนคือทางกาอย่างไปเวียดตัวมาตัวเวียดเวียดเปียกเปียกเฉิงเปียกเปียกช่วยโคนจังตั้งเขาหน้าดาวส่งเตียวบานคอนั่งอ้อยอย่างบ้านโคนดาวเชียร์เตียวมาโคฟังไงทั้งคนจ้าจังลูกยัยมีโคนเจ้าประมาณนี้แต่สองใบเนี่ยมวยนวัว อัดบังไอเคลียร์อัดเคลียร์เขาเสร็จแล้วก็เสาบังไอเอาในวัวตั้งมวยเงินไปเด็กน้องเต่าจะแม็กมาอุ้ยซีชูเต้นเอาเปรียกเคลียร์จ้าต่อเป็นนี่เต่าเกสไปแต่ละการหนึ่งเต่าเคลียร์ก็อัดได้ต้องใช้เอาโต้ก็อัดได้ไอตีเป็นตีทำเดี๋ยวจะให้เจ้าคนโตจะมีเยอะมากจะมาปีเราหมดบอลลูกยัยสอดได้นะจังหวะเราหมดบอลลูกยัย โตจังเก้นะกระดาลเฮาเจ้ามีช่วยได้จับหางจับหางจับหางโตจังเก้เคยโตจังเก้เคยทำไมจังเก้ที่เราเจ้ทำไมจังเก้ไปจับหางจังเราเจ้ทายยังไงทายทายอ๋อให้จังเจ้ไปจนมาทายยัยแปดมวยเฮ้ยไอ้สกปรกนักลงเจ้เนาะที่นาได้เนาะนั่งสกปรกนักเนี่ยจ้าสกปรกนักเนาะให้ลงเจ้มีจีบเทียบยังไม่ได้ลงเจ้ ดูเขาว่าเฮาเจ้าเด้อเฮาเจ้าเด้อไปจะเปี้ยนไปจะเปี้ยนจำกองเต่ากองดีนี่ไปกองแบบกองแบบอะไรกองแบบใบจังหาใบแบบมัดเต่าจำกองวันนั้นไปกองจากกองไทยแบบใบเงินกองแทนไทยเบอร์จัง chân lục dây ai chuẩn bị trao ban thế ta lục dây nó khung là sọc nàng khung ấy đây lục dây khung để lấy được để lấy bắt tì màu là sân thấy cho lục dây để đông chân chân lục dây ăn nó bắt khung ấy đây em son chân lục dây mua em son đó chân hay lục dây miên chôn màn hời giật sụp môi giật không bê dừng kê nó vậy nó và thì chi tiết dân mấy tá làm gì ngày ta xong trong tiền thì trong quạt con trong luôn thầy nhân cô trao mà nè con trao bay con bay trao một môi
xa có dạng mạch đá thì một chọc một con đấy. Con ơi! Con này con tha lòng cả chi ngon lục dây bay tha lỡ sao bắt đầu chốn bạn khởi tha nó không ở video môn nút của một các bạn thì non mà chỉ dạng chục dây dạng bay nhé lục dây hay các bạn là sọp rọt chôn cụ nhôm cụ trao nè bạn khơi cụ xua nó là đặt tô đó lục dây và thì mũi nút mình ri là các bạn bom làm thạo ca các làm cũng đứt và mình ri ở nè mình bồ ri và nè mình bồ ri và nè mùi chết là con bà nên mình bồ đi chết hay nâng mùi chết cực con là lâu rồi Kimberly bà nâu bà tốc CIU đã có cực toàn cực toàn hay còn khơi nhà nó đã xô ta đo cực cực xa lục dây chẳng bay hay còn ăn ốc thom chiền co mà nẹ mùi bê nó lục dây đó bà hay đợt xo thạp bà ca mùi chùm luôn phát tiết nâng chùn lục dây nó lục dây hay còn còn bàn khơi nhà sai nâu bị đổ lục dây chẳng bay hay còn khơi nhà chi tiếp khơi nhà sắp xoay được miếng nó lục dây nữa hay sắp xoay cần phải có cái đầu dây nữa. Chẳng ở lồng dây miền Tây là khum đôn đấy, khum đôn, khum làm đôn miền này. Chẳng ở. Ở tại tàu nữa. Và thì tôi tha lục dây sọc sọc dạng mạch ta hay chi tiêu họ ngay nâng lục dây mạch ta sẽ đặt nét sọc sau giống như hồ phật quả ghế rồi ghế quả phật chân về ban nói đó thoải thoát khó nó hay chiếm sách nhờ em quả lên chưa mà lên nè chân hay lúc đấy ta rồi tu con lỡ thơ mấy mang đó thì là hao tô đốt chồng cụ mui trên này tô đốt bao nữa ở đây đây nè đây ở lâu bom bên đây su cặp hai mấy nhưng mà được là nông vịt ổ muốn bom hai su con hai ở hai ba su chỉ chỉ không sống mạnh ba sao tu sao tu ba nên ngay đặt ra cái nhóm bàn xua pi hầm pi bàn chi việc của bọn lục dây thằng bay rồi rồi mà hao và này là cái đầu mụn và được nè ngay đi cứ cái nhóm mình miền sầm nua với xua tập quạt tập thay tiệt tê và đặt ra cái nhóm bàn và đặt ra cái nhóm bàn xua nuông tập can quạt mà đong rồi mà hao hầm phù minh và chẳng miền tập xua sập sụp chỉ vật chạm thằng ai tê và từ chẳng lúc cây tha lồng dây còn ngày những tập tập bài đại tê và hộp cho cục còn đại tê lồng dây xong khi tết xuân ca ăn sao mấy ăn mà chuyện ấy có bàn chuyện ấy có bàn lồng dây ở luôn sang mà đo một nè đáp ở xa còn dây càng cái đá là đang hỏi hỏi còn đang ở chỗ bạn và nằm bây giờ ông phụ binh còn chiếm vì một quan cái lạc lạc chẳng hết đấy và chẳng dây vào ngày nó hộp chọc hộp quả nó tê rồi dây nó cột tê nó và mà ngày tiên một bất ban tổng màn này rồi dây ban phải là mang được gì ban phải quan hay ai ban phải làm quan nó được dây vô được tinh ban ấy là tinh có ban mang cái lỗ được gì sau khi quan tinh được tiền đẹp thưởng mà ông học mấy lấy tinh phê luôn rồi. Tinh phê học ấy vô là vừa hay làm gì? Chém mình hồi anh ta phải chú cái gì mà chém học thực tế rồi chém học thực tế rồi gì có học thực tế cho anh mình lúa rồi gì mình tinh lúa ban mình ban lúa đây
Ôi, mình đi từng gót rồi, tích sạch cô bỏ luôn đi. Ba, cười nhà quạt ông Phú Minh, ba quạt miền quầy dùm nạc chính kê. Cười nhà quạt miền lục bờ biên và lục dây chẳng bay, cười nhà quạt miền quầy chữ rìa chính kê ông Phú Minh ba. Hay quạt của ngay quạt nợp tẹt chua mà khai mà phây mơn, mà là 20 đô la ta hơi ba. Hay mình miền thảm ca sầm rắp bóng đê, bóng bia lòng tê cứ quạt đặc rãi dân lư ca đá sông thảm ca nhiều tê cho nó khăn ông rung lý than lý tài phần nó và đảm bấy đặc rãi thì châm nơi cháu cũng phía phong đài và hay là muối lúc dây mình phải chạy đi ha dây cháu gọp ca cũng phía tiết hay xe mát tố bật sân dìa bây giờ mà tư ta cháu cũng phía nâng tư dây dàng nè ngay cái đói tư dây dàng nè ba nâng dịp bánh hà môi xong rạp chỉ còn lúc dây đó còn sọt chẳng bát đám bay ba có mọi khát phê dụ ông Phú Minh ba chẳng ông Phú Minh ba lần này cứ khi ông xôm chủng liệp còn đang tiết âm pi thập ca là bọt sọp rọ chun để còn học thực hành lục dây bay nè mà cứ miên ông co chủng nốt bay bay và bay bay mà một bay mà nâng 50 kg và đây là khi ông prà thập ca đam bay thật tinh và họ chủng nốt đập mũi mờn và đập mũi mờn đây là nông mỏi bay và chắc là thập ca lục dây cứ mình nhẹ 50 đô la và tay khi ông đọ đập mũi mờn đây bà đam mê tự tin co lý cứ được sau thành cam nông mình nhé tự ban phòng buôn mơn riêng tiệt bà chương ban đi tham nông nông dây bay nhé cứ pra tham ca ở chỗ luôn mùi rồi 50 đô la bà mùi rồi 50 đô la bà chương những sau thành ca mình nhé buôn mơn riêng tiệt nông dây nhé bà bây giờ chúng ta một hôm còn thành ca buôn cái đó là cái pram lắm mà nó bát cua ở miền ở tức chất sao mà nó bay tệ rì rì mèn tên chùm phu bong phô ôn tưởng ốc nha bát đại miền tức chất là ô chui quam trâu nâng chui tự đo là bụi quát đại cầm phung tại miền sức đây tục lùm bát nó không chỉ vứt đại miền ốc ca đang bay rư bầm ra ở ruột bị phiếp cây cro hay đòi xa bong phô ôn miền tức chất là ô là ô dạng này hai chui quam trâu nâng chui ốc bật thông tự đo là bụi quát chẳng hãy từ bộ quạt miền nơi sẽ đầy sẵn khâm lang bạc cổ đau rồi bỏ bộ dương cứ bộ dương thơ này cứ đòi tức chất ở nặng ở sâu từ đó bộ quạt hay có ọc quân tràn bạc nhằm bộ bóng phổ ôn tình ọc nè tại anh ta chùi quam trâu hay nâng nực hơi rồi lực nơi rương đam để dương thơ lọp ở lũng bạc chỉ chôn phía khuôn bạc.